hội hoa xuân Tao Đàn. Vé vào cổng là 30.000 đối với người lớn trên 1m2. Trong đây thì có rất là nhiều cái gian hàng ẩm thực rồi văn nghệ, nhưng mà đặc biệt là có cái khu trưng bày hoa cảnh bonsai. Đây thì nhiều gian hàng ẩm thực rồi bán hàng ăn uống tự chọn rất là nhiều. Khu vực này thì trưng bày cá cảnh, những cái loại cá cảnh đẹp. Huyết long, huyết long, cá kim long quá vối, rất ngon. Huyết long mà là có cái rau này. Tiếp lòng đuôi lửa, tiếp lòng đuôi lửa chẳng gì. Chủ yếu những loại cá cảnh. Của mấy đơn vị mà người ta bày ở đây, cây cảnh cá cảnh ở cái hội hoa xuân này. Con này có bụng lớn ghê ha. Đây là những tác phẩm dự thi ở hội xuân trưng bày cá cảnh. Thủy sinh rất đẹp. Cái chậu thủy sinh người ta trang trí, người ta gửi dự thi, có những cái tên của những cái tác phẩm mà này.
kia pho ánh sáng này. Đây là khu vực những cái cây bonsai. Có hai cái mai chiêu thủy mà chạy. Mai chiêu thủy nè, rồi mấy loại cây bonsai người ta uống dán là theo ở cái hồi hoa xuân này. Đây là những cái tác phẩm của những cái nhà vườn người ta chăm sóc á. Còn người ta gửi đây gọi là dự thi ở cái hội hoa xuân này. Bên đây thì nhiều cây rất là đẹp, có cái dáng, có thế, có hoa nữa luôn. Đây là được giải gọi là giải đồng ha, chắc vàng bạc đồng. Nhiều cây nhỏ xíu, nhiều cây bonsai rất là đẹp. Đó là giải bạc, những cây thi được giải đó. Đây là những cây mà thi mà đạt giải ở hội hoa xuân này. Có trái luôn. Cái nhánh có cái thế rất là độc, nó dài xuống dưới luôn. Cây này cây gì lạ quá. Mấy cây bonsai rất là đẹp, mấy cây bonsai ở hội hoa xuân công viên Tao Đàn này. Này cái gốc rất là lớn, không để trong cái chậu. Rất đông người đi chơi ở cái hội hoa xuân này. Bên này là những cái hồng non bộ. Vạn Lộc Kỳ Sơn. Đây là một cái tác phẩm khác, người ta làm trên một cái khối bằng bê tông rất là lớn, có tấm bê tông lớn. Như cái cảnh mà đời thật vậy ha. Hiệu ứng cái hơi, cái khói, rồi ta làm như là làm một cái ngọn núi mà đời thật. Đây là những cái tác phẩm mà ở hội hoa xuân công viên Tao Đàn Tết Giáp Thìn 2024.
cái hòn non bò này khá là lớn. Những cái tác phẩm dự thi, những tác phẩm trưng bày ở Hội Hoa Xuân công viên Tao Đàn năm nay. Đây là khu vực khác trưng bày hoa theo cái tiểu cảnh cũng bình thường thôi. Mấy cái loại hoa hay cho mọi người chụp hình. Này là hoa sứ không? Này là những chậu hoa sứ mà nhìn chung là có cái dáng bonsai rồi, người ta làm cũng rất là đẹp, ta chăm sóc cũng đẹp, cho nên là cây này cây này cây sứ này rất đẹp. Cái chậu rất là khủng luôn, cái gốc cũng rất là khủng. Vương nữ ngàn hoa rất đẹp này, mà cái sân vườn lớn mà chân này đẹp kỳ luôn. Nhiều cây dáng bonsai rất đẹp, này là người ta chăm sóc và tạo dáng rất là kỳ công. Nè, mấy cây này rất đẹp. Cái trưng bày rất là nhiều hoa sứ. Sứ bonsai Hội Hoa Xuân công viên Tao Đàn Tết Giáp Thìn 2024. Chủ yếu đi vào đây thì ngắm cái không khí Tết cũng như là những cái cây cảnh, cây bonsai ở cái Hội Hoa Xuân này. Còn lại thì nó rất là xô bồ ở những cái hàng quán mà bán đồ ăn rồi ca nhạc, sổ lô tô gì đó, nó rất là ồn. Nhưng mà bù lại thì cái không gian mà người ta trưng bày cây, những cái cây như thế này rất là đẹp, đáng để thưởng lãm, để đi xem. Cây này đẹp quá.
Đây là cây mai rất là lớn, cây mai vàng, bông rất đẹp, tán cây cũng rất là lớn. Nhiều cái cây mai đây, mấy cây nhỏ hơn chút xíu. Cây này dáng cũng đẹp mà nở, bữa nay là mùng 1 rồi, tối mùng 1 nở khá là nhiều. Một cây này đúng nghĩa là cây tán bự, dáng đẹp. Chậu này cũng rất là đẹp. Mai vàng, mai trắng. Đây là tác phẩm điêu khắc trên gỗ. Đây hình tượng rồng điêu khắc trên gỗ nè. Cửu Long Tranh Châu, chín con rồng. Đây là một cái bộ bàn gỗ này. Đây là cảnh người dân đi chơi ở chợ Hoa Xuân, ở hội Hoa Xuân, công viên Tàu Đàn, Tết Giáp Thìn. Trong công viên Tàu Đàn thì có cái đền tưởng niệm các vua Hùng. Ở đây thì vào ngày 10 tháng 3 âm lịch có cái lễ giỗ tổ các vua Hùng tổ chức ở đây. Nhiều cây mai vàng rất đẹp. Cây mai tím. Đây là những chậu lan, lan hồ điệp. Thank you.